Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin sáng của chúng tôi. Bản tin sáng được cập nhật đến 6 giờ hàng ngày sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chân dung đồng phạm của trùm siêu xe Phan Công Khanh lừa đảo nữ đại gia. Truy tố nhóm cướp 2,3 tỷ đồng của gia đình chủ tịch huyện ở Đắk Lắk. Đà Lạt thu giữ hơn 200 kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc. Khói bao trùm hội trường, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam phải tạm nghỉ họp. Tổng thống Ukraine đến hội nghị thượng đỉnh NATO gặp Tổng thống Mỹ. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 6 giờ hôm nay. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố bắt tạm giam với Phan Công Khanh, Khanh Shipper, sinh năm 1994, ngụ quận 7, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ghi nhận của báo Phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Mohamed Jafar, 27 tuổi, quê An Giang, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mohamed Jafar là cộng tác viên trong showroom Cây Super và được xem là người giúp sức của Khanh trong vụ việc nói trên. Trước đó, cơ quan điều tra tiếp nhận tin trình báo của chị LNTH, tên viết tắt, 32 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, tố cáo Khanh lừa đảo thông qua việc mua bán ô tô trị giá nhiều tỷ đồng. Cụ thể, chị H mua ô tô hiệu McLaren với giá trị 10 tỷ đồng và nhờ Khanh bán giùm. Tuy nhiên, vì đang cần tiền nên Khanh đã nói dối với chị H, đưa giấy tờ chiếc McLaren để khách xem. Tuy nhiên, thực tế không có khách nào đến showroom để xem mua xe McLaren. Khi có giấy tờ xe trong tay, Khanh đưa ô tô cùng toàn bộ giấy tờ xe cho Mohamed Jafar, 27 tuổi, ngụ An Giang, là cộng tác viên trong showroom của Khanh, đem đi cầm lấy 2 tỷ đồng đưa cho Khanh. Sau đó, chị H liên tục nhắn tin yêu cầu Khanh trả lại giấy tờ và xe, nhưng Khanh không trả lời. Chị H đến showroom Cây Super tìm hiểu, thì được biết Khanh đang thiếu nợ rất nhiều nên tố cáo lên công an. Thông tin từ báo Tiền Phong, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với 4 bị can Phạm Minh Cường, 29 tuổi, Trần Vương Trọng Nghĩa, 28 tuổi, Nguyễn Văn Giáp, 29 tuổi và Trương Công Việt, 26 tuổi về tội cướp tài sản và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có trong vụ đục két sắt ở nhà chủ tịch huyện ở Đắk Lắk. Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 14 tháng 10 năm 2022, nhóm Cường Nghĩa Giáp đã đột nhập vào nhà ông Vũ Văn Mỹ, chủ tịch UBND huyện Krông Năng ở thị xã Buôn Hồ. Khi thấy ông Mỹ đã đi làm, Nghĩa và Giáp đã leo tường đột nhập vào bên trong nhà. Khi vào đến phòng khách, Nghĩa liền tháo đầu thu camera bỏ vào ba lô, còn Giáp đột nhập vào phòng ngủ của vợ chồng ông Mỹ để tìm tài sản. Tại đây, Nghĩa phát hiện có két sắt nên đã đi xuống khu vực nhà gỗ tìm người mở két này. Lúc này, phát hiện bà Lê Thị Thiệt, vợ ông Mỹ, đi ngược lên phòng khách. Giáp và Nghĩa sử dụng roi điện uy hiếp, khống chế, làm bà này té ngã. Tiếp đó, Giáp khống chế ép bà Thiệt mở két sắt đưa tài sản. Sau khi két sắt được mở, Giáp lấy toàn bộ tiền vàng rồi dùng băng keo trói chân tay bà Thiệt. Lấy tiền xong, nhóm này tẩu thoát. Chỉ sau một thời gian ngắn gây án, Công an thị xã Buôn Hồ và Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được nhóm trên. Theo kết luận giám định pháp y, bà Lê Thị Thiệt bị gãy xẹp đốt sống L3, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 23%. Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phát hiện thu giữ 212 kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc tại công ty cổ phần Quy Việt Nam, số 67 đường An Bình, thành phố Đà Lạt, ghi nhận của báo Lâm Đồng. Trước đó, đội quản lý thị trường số 1 tỉnh Lâm Đồng phối hợp với công an và phòng y tế thành phố Đà Lạt kiểm tra đột xuất công ty Quy, phát hiện 212 kg các loại thực phẩm đông lạnh đóng gói gồm phi lê nai, dẻ sườn bò, thịt đà điểu, vú heo, cá hồi. Các loại thực phẩm nói trên không rõ nguồn gốc xuất xứ, chứng từ kèm theo. Ngoài việc tịch thu, tiêu hủy theo quy định, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Lâm Đồng sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xử phạt công ty Quy với mức phạt đề xuất là 71 triệu đồng. Báo Lao động đưa tin liên quan đến vụ bắt hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm 8103D tại Gia Lai.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, bước đầu đã xác định các bị can tại trung tâm này nhận hối lộ của nhiều cá nhân với số tiền gần 600 triệu đồng. Kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến năm 2022, nhiều cá nhân đã gặp trực tiếp các bị can Vũ Văn Tiên, Phó Giám đốc, Đỗ Văn Xuân, cựu Phó Giám đốc và Phan Văn Hùng, cựu đăng kiểm viên của trung tâm để đưa hối lộ nhằm được hợp thức hóa hồ sơ nghiệm thu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đã qua cải tạo cho phương tiện của mình. Tùy vào mức độ cải tạo của phương tiện, các bị can sẽ nhận số tiền hối lộ tương ứng. Riêng bị can Nguyễn Ngọc Phước, ngụ phường Chi Lăng, thành phố Pleiku là chủ gara và chuyên mua bán ô tô nên khi mua được xe cũ, Phước sửa chữa, độ chế thêm rồi đưa đến trung tâm đăng kiểm 8103D làm thủ tục đăng kiểm để bán lại. Cụ thể, Phước đã hợp thức hóa 45 hồ sơ nghiệm thu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đã qua cải tạo. Đến thời điểm bị phát hiện, bắt giữ, các bị can Tiên, Xuân và Hùng đã nhận hối lộ của Phước và nhiều cá nhân khác với số tiền gần 600 triệu đồng. Kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10 vừa khai mạc. Tuy nhiên, một sự cố bất ngờ xảy ra là khói bao trùm cả hội trường khi các đại biểu đang dự họp. Thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online, khoảng 11 giờ ngày 11 tháng 7, khi các đại biểu đang dự họp ngày làm việc thứ nhất, khói trắng ở đâu bỗng dưng xuất hiện, bao trùm cả hội trường. Nhiều người bất ngờ không biết khói từ đâu bay ra. Một số đi ra ngoài phòng họp. Sau đó, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, chủ tọa kỳ họp, đã đứng lên nói với các đại biểu rằng có sự cố về kỹ thuật, chưa rõ nguyên nhân. Vì vậy, buổi họp sáng nay nghỉ, chiều cùng ngày tiếp tục họp. Theo một số thông tin bên lề kỳ họp, việc khói bao trùm quanh hội trường này là do sự cố về hệ thống điều hòa. Được biết kỳ họp diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7. Chiều nay, các đại biểu sẽ tiếp tục làm việc từ lúc 13:30 với phiên thảo luận ở tổ. Sau đây là những thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp với Công an thành phố Thuận An và Công an thành phố Dĩ An bắt giữ Đỗ Thị Huyên, 37 tuổi, quê Bình Thuận và Đinh Đức Liêm, 35 tuổi, ngụ Bình Dương để điều tra về các hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo thông tin từ báo Giao thông, qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát phát hiện Đỗ Thị Huyên chuyên mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn để cung cấp cho các quán bar karaoke trên địa bàn thành phố Thuận An và thành phố Dĩ An ở tỉnh Bình Dương. Khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 1 kg ma túy đá, 65 viên nén thuốc lắc cùng nhiều tang vật liên quan. Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận số ma túy nêu trên được mua về để cung cấp cho các quán bar karaoke, vũ trường. Báo Tiền Phong cho hay, Công an thành phố Hải Phòng vừa thông tin về vụ việc triệt phá ổ nhóm ma túy tại quán karaoke Thiên Ân 2 ở xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy vào ngày 2 tháng 7. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự 17 người, trong đó tạm giữ 10 người về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 7 người về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, công an triển khai lực lượng để đột kích quán karaoke này. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường phá án, thì quản lý quán karaoke có hành vi chống đối bằng cách chốt cửa, xóa dấu vết, cản trở việc bắt giữ, tạo điều kiện cho khách hát và nhân viên bỏ chạy. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa những người liên quan về để xử lý. Lực lượng chức năng đã thu giữ được 1,24 gram ketamine và các đồ vật, chứng từ, tài liệu liên quan hành vi phạm tội của nhóm trên. Kết quả kiểm tra, 37 người có mặt tại quán trên phát hiện 25 trường hợp dương tính với chất ma túy, trong đó có 12 khách và 13 nhân viên. Lãnh đạo công ty cổ phần than Đèo Nai Vinacomin cho biết, tại đoạn đường gần khu vực đầu băng tải khai trường, Công ty cổ phần than Đèo Nai Vinacomin xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong, VOV đưa tin. Nạn nhân là ông Ngô Việt Hát, tên viết tắt, sinh năm 1972, là phó giám đốc công trường xe gạt và làm đường của công ty cổ phần than Đèo Nai Vinacomin. Thông tin ban đầu, ông Hát đang điều khiển mô tô di chuyển đến đoạn đường nói trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải chở than đất. Chưa rõ số xe, danh tính lái xe. Cú va chạm mạnh khiến ông Hát ngã ra đường và đã tử vong tại chỗ.
Ngay khi vụ việc xảy ra, công ty cổ phần than Đèo Nai Vinacomin đã khẩn trương đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường, đồng thời phối hợp cùng cơ quan chức năng thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nói trên để xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan chức năng thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một nữ du khách tử vong tại bể bơi của một khách sạn trên địa bàn. Báo Công an Nhân dân đưa tin, vào ngày 10 tháng 7, chị DTN, tên nạn nhân đã được viết tắt, sinh năm 2000, trú tại thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Cùng bạn là NQA, tên nạn nhân viết tắt, sinh năm 2000, cùng trú tại tỉnh Nam Định, đến tắm tại bể bơi tầng 5 của khách sạn HP trên địa bàn phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Chị NQA không biết bơi nên ở trên bờ và đã phát hiện chị DTN có biểu hiện đuối nước, liền hô hoán cầu cứu. Tuy nhiên, thời điểm này bể bơi đã đóng cửa nên không có lực lượng cứu hộ. Chị NQA chạy xuống gọi nhân viên bảo vệ ở tầng 1. Khi bảo vệ chạy lên, chị N đã tử vong. Thông tin ghi nhận từ báo VTC News, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an huyện Thăng Bình vừa vận động bị can trốn truy nã ở nước ngoài về nước đầu thú. Trước ngày 12 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định truy nã đặc biệt với Phan Văn Thuận, 25 tuổi, trú ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, về tội giết người. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thăng Bình xác định bị can Thuận đã bỏ trốn ra nước ngoài. Sau khi vận động, bị can Thuận nhận thức được hành vi phạm tội và quyết định về nước đầu thú. Đêm ngày 9 tháng 7, Công an huyện Thăng Bình phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp nhận khi bị can Thuận vừa đáp chuyến bay từ Manila, Philippines xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Những thông tin quốc tế vừa diễn ra sẽ tiếp tục được gửi đến quý vị và các bạn ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Thông tin ghi nhận của báo Dân Trí, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte vừa cho biết ông sẽ từ chức lãnh đạo đảng cầm quyền và rời khỏi chính trường sau khi chính phủ liên minh sụp đổ do không đạt được đồng thuận về chính sách nhập cư. Tuyên bố trên được đưa ra vài ngày sau khi ông Rutte vào ngày 7 tháng 7 đã nộp đơn từ chức toàn bộ nội các, được thành lập vào tháng 1 năm 2022 do sự chia rẽ về chính sách nhập cư trong chính phủ liên minh bốn đảng. Khi đó, ông vẫn bày tỏ mong muốn tiếp tục làm Thủ tướng Hà Lan. Tuy nhiên, trong một phiên thảo luận tại Quốc hội Hà Lan vào đầu tuần, ông Rutte đã thông báo về quyết định không tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11 và sẽ từ giã chính trường. Quyết định trên đánh dấu sự kết thúc sự nghiệp chính trị của ông Rutte với tư cách là Thủ tướng phục vụ lâu nhất tại Hà Lan với 4 nhiệm kỳ từ năm 2010 đến năm 2023 và là lãnh đạo chính phủ tại vị lâu thứ hai ở châu Âu. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky vừa xác nhận việc cá nhân ông tham dự hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra tại thủ đô Vilnius của Lithuania trong 2 ngày 11 và 12 tháng 7. Theo báo Tiền Phong, ông Zelensky cho biết trong thời gian làm việc tại Vilnius, ông sẽ có các cuộc gặp song phương ở nhiều cấp độ khác nhau, bao gồm với đại diện các nước châu Âu, Mỹ, Canada và Nhật. Ông cho biết các ưu tiên của Ukraine khi tham gia hội nghị chính là tìm kiếm hỗ trợ quân sự cho các lực lượng Kiev. Tuy nhiên, trong một phát biểu trước đó, Tổng thư ký NATO xác nhận Ukraine sẽ không được mời gia nhập NATO trong hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius. NATO sẽ phát đi tín hiệu rằng cánh cửa của liên minh vẫn mở đối với Ukraine. Ông Stoltenberg cũng nói rằng NATO sẽ tiến hành một chương trình hỗ trợ quân sự dài hạn cho Ukraine và chương trình này sẽ được thực hiện mà không bị ảnh hưởng đến diễn tiến cuộc xung đột Ukraine. Thông tin từ báo Chính phủ thành phố Hồ Chí Minh, ông Konstantin Gavrilov, người đứng đầu phái đoàn Nga, tại cuộc đàm phán Vienna về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí, cho biết hiện tại không thể tổ chức các cuộc đàm phán về giải quyết tình hình ở Ukraine. Cụ thể, ông Konstantin Gavrilov cho biết, từ quan điểm của chúng tôi, có vẻ như các cuộc đàm phán đơn giản là không thể thực hiện được vào thời điểm này. Nếu Mỹ muốn, họ sẽ khiến Ukraine ngồi vào bàn đàm phán. Nếu Ukraine muốn làm điều gì đó, họ cũng sẽ bắt đầu gửi đi những tín hiệu thích hợp. Tuy nhiên,
hiện không có bất kỳ dấu hiệu cho thấy các khả năng đó. Ông nhấn mạnh rằng Moscow sẽ không cố gắng thuyết phục Kiev ngồi vào bàn đàm phán. Ông Gavrilov nói thêm, như Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói, nếu họ muốn chiến tranh thì đó là thứ họ sẽ nhận được. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình sáng của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.